Các tác phẩm của Lê Văn Khoa đã lôi cuốn người xem. Nhật báo Los Angeles Times đã dồn nhận xét và đề cao những bức ảnh của Lê Văn Khoa, trong đó phải nói đến tác phẩm Tình Đồng Đội và Đi Vào Cơn Lốc. Hội ảnh nghệ thuật trở thành một trong 10 hội đứng hàng đầu thế giới trong cuộc thi nhiếp ảnh quốc tế El Thani và Troy Ehrenberg Super Circuit. Sau cuộc thảo luận giữa ba nhạc sĩ Phạm Nghệ, Vũ Thành và Lê Văn Khoa, một dự án thành lập Viện Âm nhạc Việt Nam song song với Trường Quốc gia Âm nhạc được đệ trình cho Chính phủ Việt Nam Cộng hòa. Ông Phạm Nghệ muốn kết hợp lại để mà thực hiện lập một cái nhạc viện, là chúng tôi sẽ liên lạc với các nhạc viện thế giới để gửi những cái nhạc sinh giỏi đi ra ngoài học. Hy vọng rằng họ sẽ trở về để cho các nhạc sinh trẻ của Việt Nam có cơ hội hấp thụ được những cái hay hơn. Thành ra lập dự án rồi nộp Bộ Nội vụ. Khi họ chấp thuận thì đã vào đầu 75 rồi. Tất cả những nỗ lực xây dựng đất nước đành ngưng lại bởi ngày đen tối nhất của đất nước, 30 tháng 4 1975. Trong hoàn cảnh đó, Lê Văn Khoa quyết định rời khỏi Việt Nam. Trong năm 1985, một mất mát lớn đến với Lê Văn Khoa. Thân phụ của ông qua đời tại Việt Nam. Nỗi đau này đã thúc đẩy ông quyết định viết bản Giao hưởng Việt Nam 1975. Tôi viết cái Symphony Việt Nam 1975 để nói là cái giai đoạn lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta, từ một Việt Nam thanh bình, rồi bị cộng sản đến chiến tranh loạn lạc, rồi có những hình ảnh diễn tả cái bão tố của những người vượt biên, họ gặp bão tố, họ gặp cướp biển, vân vân, và cuối cùng thì họ ca ngợi tự do khi đến đất nước tự do. It's a beautiful piece, and it tells a very beautiful story, like all the great symphonies do. It tells a story in music of real people and real time in history.
You can hear the music develop from a very happy folk music at the beginning and a proud nation to a very bleak period of communist invasion. And you can hear the music change. It becomes very modern and very stark. There are lots of very almost unsettling sounds, you know, very strident notes and big gaps in the music, like a country's broken. And then in the final movement, this great hymn to freedom unfolds, and the chorus sings this beautiful hymn, which is a celebration of a new life and a celebration of a new country and a new beginning. And Piano solo Kỳ Trúc Sinh của nhạc sĩ Lê Văn Khoa rất hay, rất êm dịu và ngọt ngào. Nó hấp dẫn lạ thường cho một người Ý như tôi. Nó tràn đầy tính chất gợi cảm.
one of the things that I find so inspirational is all of the work that he has done for years with our younger students. And he has awakened in their hearts a love of music and a love of photography. Ông đã đem nghệ thuật Việt Nam lên tầm vóc quốc tế qua các buổi trình diễn nhạc giao hưởng ở một số các quốc gia. Những đoạn về chiến tranh Việt Nam và cuộc đấu tranh của người Việt nghe thật tuyệt diệu. Những tranh nhạc mô tả đau thương và chiến tranh rất sinh động trong bản giao hưởng của ông xứng đáng được ngưỡng mộ. Tôi là Taras Stolya, một nhạc sĩ đàn bandura. Tôi đang trình tấu một bài dân ca Việt Nam. Nhạc của ông đã giúp đàn bandura cất lên những âm thanh tuyệt diệu. Ngay cả các nhạc sĩ Ukraine cũng không mấy ai dám sử dụng đàn bandura một cách thú vị như thế. Hơn nữa, lại còn phải tạo ra âm thanh sao cho thật gần gũi với âm nhạc truyền thống Việt Nam. Năm 2012, Việt Nam Film Club đã đến Kiev ký hợp đồng thu âm bản quốc thiệu Việt Nam Cộng Hòa dành cho cuốn phim tài liệu Hồn Việt, quốc kỳ quốc ca Việt Nam. Chặng đường hơn 60 năm cống hiến cho đất nước về văn hóa và nghệ thuật của nghệ sĩ Lê Văn Khoa có thể thu gọn lại hai điều. Ông luôn luôn quan tâm đến giới trẻ, từ trẻ bụi đời cho đến các em yêu thích nghệ thuật. Quyết tâm suốt đời của ông là đưa nhạc Việt ra khỏi biên cương đất nước để đi vào bầu trời âm nhạc thế giới. Tôi xin khuyến khích các bạn trẻ nên làm với tâm hồn của mình, mà đừng nghĩ tới cái lợi nhuận, chấp nhận một cái sự thua thiệt để mà mình có một cái thắng lợi lớn hơn cho dân tộc của chúng ta. Hôm nay, với tuổi 85, ông vẫn tiếp tục thực hiện hai điều đó cho giới trẻ và cho dân tộc Việt Nam. Lê Văn Khoa hằng mơ một ngày trở về đất mẹ. Một sáng tác tâm huyết của ông, ca khúc Hẹn Một Ngày Về, cũng chính là ước mơ của những người Việt tị nạn đang lưu lạc khắp thế giới.